cả nhà nha. Chào mừng cả nhà mình đã đến với kênh YouTube của Long Nguyễn TV. Và hôm nay là mình sẽ đi ra khu vực phường 14 cũng như là phường 13, 18 của chúng ta. Long sẽ review cho mọi người xem. Hôm nay là có cái chương trình là trên bến dưới thuyền ở phường 13 cũng như là phường 14, 18 nha cả nhà. Phong cảnh trang trí của hội chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền được tổ chức vào hàng năm. Đặc biệt thì năm nay là tình hình dịch thì nếu mà nói thành phố nói chung á thì cũng đang không phức tạp, nhưng mà nói về riêng ở quận 8 á thì cũng là vùng xanh rồi cả nhà, nên là cả nhà mình cũng yên tâm ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên gần tới phường 13 rồi cả nhà. Hiện tại bây giờ thì Long cảm giác là những cô chú anh chị bán hoa từ Chợ Lách hay là Chợ Gợi đó là họ đã lên khoai rồi cả nhà, cũng hơi nhiều rồi. Thì bữa trước thì Long nghĩ là năm nay dịch chắc cô chú anh chị chắc không bán nhiều, nhưng mà thực sự phải nói là hôm nay họ vẫn bán để cho người dân mình được hưởng một cái Tết là trọn vẹn luôn trong năm nay cả nhà. Rồi bây giờ mình đang hiện tại là mình đang qua cầu số 1 rồi. Và năm nay thì thấy hai bên hành lang cầu của cầu số 1 là có những lá cờ rất là tươi thắm nha cả nhà. Rồi bây giờ là mình đang xuống phạm vi phường 13 rồi. Wow, quá đông rồi cả nhà ơi. Quá đông rồi cả nhà ơi, quá đông rồi. Không biết sao đây vào được hay không đây. Mình tới luôn nha cả nhà ơi, tới luôn. Đây. Đây là khu vực bán hoa nha cả nhà. Đây là khu vực phường 13 rồi cả nhà ơi. 13. Đây, mình tới rồi ha. Mình tới cầu vượt số 6 rồi. Có để chữ là chợ hoa trên bến dưới thuyền. Đơn vị tổ chức đó là Trung tâm Văn hóa quận 8 nha cả nhà. Đây, mình sẽ review sơ cho mọi người xem nha. Đó, đây là cái không gian để chụp hình nè cả nhà. Đó, không gian để chụp hình nè. Nhà thấy đẹp không? Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đây, không gian để chụp hình đây. Bắt đầu mình đi tiếp nha cả nhà. Đi tiếp ở đây nha. Đây, khu vực phường 13. Đó, mọi người thấy có chiếc thuyền không cả nhà? Có thuyền nè. Ồ, quá đẹp luôn. Đẹp quá cả nhà ơi. Đây, mọi người thấy cái chữ chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền không ạ? Đây cả nhà. Đây là chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền nè. Đây là không gian, đây là cả nhà. Đẹp quá đẹp luôn. Đây là mọi người có thấy không, người dân của chúng ta đang lên trên chiếc cầu số 6 để chụp hình quay phim đó cả nhà. Quá đẹp luôn rồi cả nhà ơi. Quá đẹp luôn rồi cả nhà ơi, quá vui luôn rồi cả nhà ơi. Đây là không gian của hội chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền. Được tổ chức tại phường 13, quận 8 cũng như là phường 14, quận 8 nha cả nhà. Đây là không gian của hội đây. Đây mình sẽ qua bên phía quay mấy chiếc thuyền cho mọi người xem nha. Đây là người dân họ đi ngang, họ thấy đẹp, họ cũng rất là nao nức như cả nhà. Rồi. Xem đó là phía bên kia là đại lộ Võ Văn Kiệt về quận 6 nha cả nhà. Đây là không gian là trên bến dưới thuyền chợ hoa xuân được tổ chức tại phường 13 quận 8 của chúng ta đây.
Bây giờ em sẽ quay sơ sơ luôn ha, cho mọi người xem luôn ha. Đó. Là người dân cũng đi ngang mà thấy cũng nao nước và đông nao nữa cả nhà. Đây là nhiều khi anh chị người nhà ta dẫn con em chúng ta ra chụp hình luôn. Đây là khu vực phía bên sân khấu nha cả nhà. Mọi người theo chân em lên trên cầu ha cả nhà ha. Mình lên trên cầu lên trên đây nha cả nhà. Em sẽ quay phía lên trên cầu cho mọi người xem luôn. Em sẽ review hết trong buổi tối ngày hôm nay thì để cho mọi người cùng xem. Nếu mà mọi người thấy có đẹp thì mọi người nhớ cho em một cái đăng ký và một cái subscribe nha cả nhà. Đây, lên trên luôn ha cả nhà ha. Lên luôn. Ai đều lấy cũng chụp hình hết cả nhà. Wow. Quá đẹp rồi cả nhà ơi. Đây. Hội chợ hoa sưng trên bến dưới thuyền 2022 cả nhà. Đây là không gian của trung tâm văn hóa đã thiết kế và một bối cảnh rất là đẹp tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Tự sướng luôn rồi cả nhà ơi. Mình mời cả nhà mình đi xem luôn ha. Đây mình tự sướng luôn. Không cãi với cả nhà. Mình đi về thì là màn hình nó hơi bị rung thôi cả nhà ha. Cảm cho mình nha. Sưng trên bãi dưới thuyền, đây là tiểu cảnh trên sông, đây là thuyền trên sông và đây là cầu bộ hành với cái tên là chợ Hoa Sưng, cũng như là giúp cho khách tham quan có những cái điểm nhấn trong cái chuyến tham quan, có thể mình chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm đẹp. Và tôi sẽ xin giới thiệu với các bạn một cái tiểu cảnh nữa là nó nằm bên phía bên kia đường, chút xíu các bạn cùng qua bên đó để mà cùng thưởng thức cũng như là tìm cái điểm check in để mà có những ảnh nào đẹp đối với tất cả các bạn nào mà mình thích selfie. Ở phía bên
bên tay phải của tôi là khu vực sân khấu chính, cũng vừa mới chạy chương trình cho buổi lễ ngày mai cũng như là chương trình khai mạc dạo qua sân trên bến dưới thuyền. Và ngày mai hẹn tất cả các bạn cùng đến tham dự vào lúc 19 giờ ngày 25 âm lịch, có mặt tại sân khấu chính để cùng thưởng thức chương trình ca múa nhạc của thành phố cũng như các ca sĩ cùng có mặt trong cái buổi khai mạc cho ngày mai. Xin hẹn chào các bạn.